Masters ngày thứ 1. Và ngày hôm nay thì em sẽ chia sẻ với mấy anh chị vẽ design với mẫu lace. Thì trên tay các em đây là đang cầm hình cái mẫu lace và mình sẽ vẽ với ba cái hướng khác nhau. Thì hôm qua là mình đã hoàn thành tất cả các mẫu vẽ về hoa văn rồi. Em không biết là mấy anh chị như thế nào, có cảm thấy thích cái mẫu vẽ hoa văn hay không, có ai còn gặp rắc rối hay không, hay là ai mà làm được hình đẹp như thế nào thì nhớ chia sẻ cho em nha. Thực sự là trong thời gian coronavirus này, em biết là bây giờ sau tới bây giờ là khoảng tuần thứ ba của mình after mình ở nhà rồi, cho nên là hầu như ai cũng đang bị khủng hoảng tinh thần mấy anh chị ạ. Mình không biết là mình sẽ khi nào mình được đi làm lại ở nhà, mà đi ra đi vô về hoài là coi như mệt mỏi đó. Thì mình cố gắng mình bring những cái positive energy vào. Mình có thể học thêm mấy cái mẫu design của em chia sẻ. Thì ngoài ra em thấy bây giờ cũng đang có rất là nhiều các chương trình nói về cái cách mà mình how to manage your money in the smart way, thì mình có thể mình học những cái đó. Nói chung là học thì cái knowledge của mình không có bổ hướng này, nó cũng sẽ bổ hướng khác, không xài bây giờ cũng xài mai sau khi mà mình quay lại mình làm việc. Thì tụi em cũng sẽ cố gắng update thêm cái nào mà tụi em biết để cho mấy anh chị có thể theo dõi, hoặc là những cái chương trình nào mà em cũng đang research những cái chương trình học mà hay mà miễn phí đó, thì em cũng sẽ chia sẻ với mấy anh chị. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ qua ngày thứ 11, đó là chương trình vẽ lace. Mọi người đã vào đủ chưa? Rồi, hello Xuân Dương, hello Nhật Vi Nguyễn, hello mấy anh chị mới vào. Bây giờ em sẽ bắt đầu em share cái video này ra và mình sẽ bắt đầu mình vẽ ha. Đợi cho mọi người vào xong rồi bắt đầu thì mình làm nó dễ hơn, để em thôi mấy anh chị vào sau thì lại có thêm question. Thì trong thời gian chờ đợi mọi người vào đó, mấy anh chị chuẩn bị giúp cho em là bất kỳ màu gel nào mà mọi người đem về nhà. Hồi bữa trong cái list em có dặn mọi người đem về bất kỳ màu gel nào cũng được, thì mình sơn phân hai ngón là nguyên móng và một ngón là mình chỉ sơn phân nửa từ giữa đi xuống thôi, để mình làm ba cái mẫu nằm chính giữa cái móng nè, mọi người thấy không? Mình sẽ làm ba mẫu này, và khi mà mình biết được cái cách cầm cọ để mà vẽ lace rồi thì mấy anh chị có thể làm thêm nhiều mẫu khác nhau. Thực sự là về vẽ lace thì mình phải cần control cái cọ của mình nhiều hơn. Mình phải sử dụng phối hợp, em sử dụng phối hợp cả hai cọ, đó là cọ dài và cọ ngắn luôn, để mà mình vẽ ra được cái hoa văn có chỗ thì nó mềm, có chỗ nó cứng. Những cái đường thẳng thì mình sẽ xài cọ dài để mà mình làm, còn những cái đường cong như cái cánh hoa vậy thì mình sẽ xài cọ ngắn để mà mình làm. Như vậy thì nó sẽ dễ dàng hơn cho mình, không có bị khó khăn quá khi mà mình vẽ. Hello mấy anh chị mới vào nha. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu nha, không có đợi mọi người để lâu, đợi lâu. Rồi, tại vì em cũng cố gắng hàng ngày mỗi cái chương trình mình làm thì cố gắng giữ nó trong cái thời gian cho nó cho nó nhanh, để cho mấy anh chị có coi lại sau thì mình cũng không có phải quá là buồn chán. Rồi ở đây thì em có cây cọ của mình là cây shorty and cây size matter. Thì hôm qua sau khi em xài, có nhiều người hỏi em cái cách rửa cọ như thế nào, thì rửa cọ của mình rất là dễ. Nếu mà rửa nhanh á, thực sự nếu mà lâu lâu em cần để mà em rửa nhanh thì em vẫn rửa bằng aceton, nhưng mà sau khi rửa xong á, là em phải nhúng vào trong gel liền, gọi là immediately bỏ vào trong gel liền, để cho cái lông cọ nó không có bị khô. Rồi nếu như mà mình có thời gian hơn nữa thì mình có thể rửa bằng cái gel top coat. Thì cái gel top coat ở đây em sẽ có cái này, em làm cái ví dụ rửa bằng gel top coat cho mấy anh chị coi ha. Mình có cái top coat đây, mình sẽ bỏ nó lên cái một giọt top coat ra ngoài cái plate hay là cái nắp gì đó, cái nào cũng được. Rồi sau đó mấy anh chị thấy trong cây cọ này của mình nó có cái màu gel không? Sau khi em xài xong là em hoàn toàn không rửa cọ, cho tới khi nào em cần sử dụng lại một lần nữa đó thì em mới đi rửa cây cọ. Là tại vì nếu như mà mình rửa cọ mình bỏ vào trong cái nắp thì cây cọ khi mà nó khô nó có khả năng nó sẽ xù ra, và khi nó xù ra thì nó sẽ dễ bị làm cho cái lông nó bị hư. Đó là tại sao khi em xài xong em vẫn giữ y nguyên như vậy. Rồi em nhúng nó vào trong cái này nè, em nhúng nó vào trong cái top coat của mình, rồi mình lắc qua lắc lại lắc qua lắc lại. Thì như vậy mình vừa rửa sạch cái gel của mình mà mình vừa làm giúp cho cái lông cọ của mình nó mềm.
nhưng mà nó sẽ lâu hơn nếu mà mình rửa bằng cái acetone. Thì em cũng hạn chế rửa lắm, tại vì khi mà mình rửa bằng acetone rồi đó, nó sẽ làm cho cây cọ của mình bị cứng cái lông lại. Mình rửa nhiều quá nó sẽ bị cứng cái lông, trừ khi nào mình in emergency cần gấp quá gấp thì mình mới xài bằng acetone thôi. Chứ cái này đừng có nói là ngân xuống mấy anh chị rửa bằng acetone nha. Cái này là cái cách thường mà mình rửa để mình bảo quản cọ, là mình sẽ rửa bằng soap coat. Rồi sau đó mình sẽ quay qua cái đầu này. Đầu màu đen thì mình rửa cũng được, nhưng mà em hôm nay em sẽ vẽ màu đen nhiều, cho nên là nếu như mà mình đậy nắp lại, mình giữ nó dày và qua ngày hôm sau thì mình sẽ tiếp tục xài cái màu đen nữa, thì mình sẽ không có cần phải rửa mấy anh chị, để nó yên nguyên vậy thôi, không cần phải rửa, trừ khi nào mình đổi màu mình mới rửa, còn không thì không có lý do gì mình rửa, mình chỉ mất thời gian thôi ha. Hello mấy anh chị mới vào nhé. Rồi em sẽ xài cái artist gel màu đen. Thì trong cái artist gel của mình đó, nó rất là đặc, nó đặc hơn là cái gel bình thường nhiều lắm, để giúp cho cái line của mình nó không có bị di chuyển, nó nằm yên chỗ nào nó nằm yên chỗ đó. Rồi em lấy rất là ít gel, mình chỉ cần lấy một ít mình vuốt đều. Rồi mấy anh chị thấy không? Cho cái cọ của mình nó đều, cái gel nó thấm vào trong cái lông thôi. Chứ mình cũng đừng có lấy quá là nhiều, đừng có lấy một cục để lên trên cây cọ ha. Rồi sau đó bắt đầu mình sẽ đi từ cái mẫu dễ cho tới mẫu khó ha. Trước tiên đó, cái mẫu dễ là em sẽ đi cái mẫu nửa móng này đây. Thì mình sẽ đi một cái đường ngang, mình đi cái đường tròn và sau đó mình đi những cái đường nhỏ vào là bằng cây cọ dài. Sau đó thì em sẽ đổi thành cây cọ ngắn để mà em đi những cái nếp nhúng ở bên ngoài. Là tại sao khi mà mình cầm cái cây cọ dài, mình vẽ cái đường đường dài đó mấy anh chị, bản thân cây cọ nó cũng đã là một cái đường dài gì rồi, thì mình để lên mình kéo nó dễ hơn, nó không có bị rung rung rung, nó không có bị lắc, không có bị ra sọc dưa. Còn nếu như mình dùng cây cọ ngắn thì cái độ control của mình, nếu mà mình gạch một đường thẳng, mình cầm cây viết mình gạch thôi, thì cái đường của mình nó cũng đã khó thẳng rồi. Ví dụ em cầm cây cọ này em gạch đi, cái đường ngắn thì mình có thể mình control được, nhưng khi mà nó dài nguyên móng thì nó sẽ bị, cái tay của mình nó sẽ bị không có kéo hết, thì lúc đó mình sẽ dễ bị cong hơn. Mình chỉ kéo được một khoảng ngắn nào đó thôi, theo cái độ của ngón tay mình thôi, nếu mà mình xài cây cọ ngắn. Còn cây cọ dài thì mình kéo nó dễ hơn nhiều. Đó là tại sao đối với những cái đường dài thì em vẫn ưu tiên xài cây cọ dài. Và cái đường cong, cái đường nhúng của trên cái hoa văn á, thì em mới xài cọ ngắn. Là tại vì cái cọ ngắn thì mình sẽ control nó dễ hơn, mình cầm y chang như cầm cây viết vậy đó. Khi mà mình vẽ, mình control nó dễ dàng hơn nhiều. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu đi ha, để cho mọi người thực hành là mọi người sẽ dễ hiểu. Rồi cái gel của mình đã, mấy hôm hôm qua em vẽ em có nói là khi mà mình xài gel để mà mình vẽ, mình hơ cái lớp màu mình cho nó khô, sau đó thì mình sẽ phải đi top coat cho nó khô luôn rồi mình mới vẽ. Là tại vì cái màu gel của mình khi mà mình hơ khô nó vẫn còn một cái độ sticky ở trên đó, mình vẽ nó sẽ không có smooth. Còn nếu như mà mình đi trên bột mà mình không có đi top coat á, mà mình vẽ thì nó sẽ dễ bị sọc 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 sọc, cái mặt của bột nó không có mịn trơn như là cái top coat, cho nên là mình cần phải đi cái nó có cái top coat để cho nó trơn. Thì trên cái đường trơn mình sẽ vẽ ra cái line nó nét hơn là như vậy. Đó là cái kinh nghiệm của em. Rồi bây giờ mình sẽ đi một cái đường ngang ha. Rồi mình gạch ngang qua bên này, mình hạ xuống nè, đi từ trái qua phải và kéo xuống. Rồi đã xong cái đường ngang của mình mấy anh chị thấy không? Sau đó mình sẽ đi cái đường bầu bên ngoài. Thì khi cái đường bầu em sẽ dùng cây cọ và lấy cái treo vào đầu cọ nhiều hơn là lấy cái treo vào thân cọ nhé.
Và nếu mà để gạch nguyên cái đường bầu vậy là mình sẽ dễ bị méo. Đó là cho nên là em sẽ đi từ phân nửa đi ra. Mình muốn nó cố định ở hai cái vị trí nào thì mình chấm trước cũng được. Ví dụ như mình gạch xuống tí xíu ở đây đi. Và bên này xuống tí xíu để cho mình cố định cái đường cho nó đều. Rồi, hai đường này mấy anh chị thấy là mình đã chấm hai điểm cho nó đều. Sau đó thì mình sẽ đi từ chính giữa đi ra hai bên. Đối với người mới thì mình chưa có control cây cọ được nhiều, cho nên là mình phải đi từ từ cho tới khi nào mà mình quen thì mình có thể mình gạch từ bên trái qua bên phải ra một cái vòng tròn. Nhưng đối với người mới thì mình có thể chấm thêm một cái đốm chính giữa dưới đây nữa. Đó là cái điểm trung tâm giữa hai đường. Thì khi mà mình nối đó, mình lấy treo vào trong đầu cọ, đi từ đây đi xuống vào qua bên này, đi từ cái điểm này đi vào, rồi sau khi mà mình đã đi được cái đường tròn rồi phải không, mình sẽ xoay cái đầu cọ lại. Cái cọ này được cái là nó có hai đầu cho mình nó dễ hơn. Mình xoay cái đầu cọ lại nè, bắt đầu mình vẽ cái đường vún bên ngoài. Cái đường vún đó thì nếu mà mình không có quen thì mình cũng vẽ y chang như cái đường bên ngoài, là hai bên chính giữa đi ra hai bên, rồi tập cho cái đường vún cho nó đều. Còn khi mà mình đã quen hơn với cây cọ thì mình có thể mình vẽ một bên đi qua vậy thôi. Và mình phải canh cái khoảng cách này cho nó đều với nhau. Tới lúc này thì mình xài cái cọ ngắn thì mấy anh chị thấy là mình control nó dễ hơn phải không? Rồi qua cái cuối cùng bên này. Rồi, mình sẽ coi lại coi là chỗ nào nó còn nhỏ hơn thì mình sẽ fill vào cho nó đều. Rồi, sau khi xong thì mình sẽ dùng cái đầu kia, và nhớ là khi mình lấy treo đó mấy anh chị, mình muốn đi cái lai nhỏ thì mình lấy cái treo trên cây cọ ít thôi, tại vì cái màu treo này nó rất là đậm đặc, cho nên nếu mà mình lấy nhiều thì nó sẽ bị ra cái đường rất là to, cho nên là mình sẽ sử dụng cái đầu cọ thôi và nhỏ, thiệt là nhỏ, lấy cái đường treo ít vừa đủ trên cái cây cọ và sau đó mình vẽ những đường bên trong đi ra. Khi mà vẽ đó em thấy là quan trọng, nó thuộc về cái sự thoải mái, cho nên là mình cầm cái tay mình làm sao cho có sự thoải mái và lúc nào cũng phải có cái điểm tựa. Cái điểm tựa là của cái ngón út của mình nè. Khi mà mình có cái điểm tựa nó chắc rồi đó thì mình cầm cái cọ mình kéo nó không có bị rung, không có bị lắc, thì như vậy nó dễ hơn cho mình control. Còn nếu như mà mình không có điểm tựa mà mình cầm gì, em thấy là nhiều người cầm gì nè rồi vẽ, khi mà mình cầm mình không có cái gì để chịu đó mà mình vẽ, nó sẽ cho cái tay mình lúc nào cũng bị rung. Cái tay mình để không gì, mình để không mà có 1 2 phút đầu thì nó còn không rung, để không gì mà cỡ 3 4 phút tới lúc cái cơ bắp của mình nó mỏi là sẽ rung, huống chi là mình cầm cái cọ nữa, thì mình lúc nào cũng phải có điểm chịu hết. Rồi như vậy là xong cái mẫu design của mình, rất là dễ phải không? Mấy anh chị chỉ cần gắn thêm một cái hột xoàn nữa vào là xong. Ở đây thì em có thể đi thêm một đường nữa. Rồi. Anh chị đã thấy rõ chưa? Xong thì mình sẽ cho hơi đèn ha. Hello mấy anh chị mới vào.
Rồi mọi người sao rồi, nãy giờ mọi người tập sao rồi, cho em cảm giác coi nè. Mấy hôm nay là ai cũng im lặng hết. Qua cái ngày căn bản đầu tiên là người nào cũng quá nhiều câu hỏi, thì em mới thấy là chắc có thể là nhiều người mình chưa có vững về cái phần căn bản. Còn sau sau khi mà qua mấy ngày đầu em chỉnh sửa cho mấy anh chị rồi, thì hàng ngày em thấy cái số lượng câu hỏi của mình càng ngày càng giảm đi, có nghĩa là mọi người cũng đã tập dễ dàng hơn và làm dễ dàng hơn là phải không? Rồi bây giờ mình sẽ qua cái kế tiếp luôn, là cái khó hơn. Cái này là cái first thing, mình cái móng đầu tiên mình làm thì mình sẽ thấy nó đơn giản như vậy, cho mọi người dễ làm. Bây giờ mình qua cái kế tiếp là mình sẽ làm hai cái vòng, và sau đó mình sẽ đi những cái đường sọc ở bên ngoài nữa, thì nó khó hơn một chút, nhưng mà khi mình quen cái móng đầu tiên thì qua cái móng thứ hai mình sẽ dễ hơn. Bây giờ mình sẽ qua cái móng thứ hai nguyên móng ha. Nhìn vào cái móng này thì mấy anh chị cũng thấy là cái một cái quan trọng nữa đó, khi mà vẽ đó là mình nhìn vào cái mẫu design. Đôi khi khách hàng họ đem tới cho mình một cái mẫu design nào đó, họ nói là họ muốn, thì nhìn vào cái mẫu mình phải biết vẽ được cái nào trước cái nào sau, thì cái đó là mình cố gắng tập càng nhiều càng tốt. Bởi vì em nói nhiều khi đi làm nail 10 năm mà không có thời gian để ngồi tập nhiều, bằng cái mùa dịch này là thời gian mà mình có nhiều thời gian hơn để mà mình ngồi mình tập luyện từ mẫu này cho tới mẫu khác với anh chị, cho nên tranh thủ thời gian nhé. Thời gian này quý báu lắm. Biết là nó không phải là tốt nhưng mà nó cũng rất là quý báu. Mình có thời gian với gia đình với con cái, rồi mình cũng có thời gian lên nhiều cái kế hoạch cho cái công việc của mình, cái business của mình, và mình cũng có thêm thời gian nữa luyện tập lại cái tay nghề của mình. Thì đó là những cái mà mình có thể mình tranh thủ trong thời gian này. Rồi bắt đầu bây giờ mình sẽ qua cái mẫu kế tiếp. Thì đối với cái mẫu này mình sẽ đi hai cái đường cong bên ngoài trước, sau đó mình sẽ đi những cái đường đường line ở bên trong. Khi mà nó hoàn thành hai cái này rồi thì mình đã có được cái khung, mình biết là cái đường line của mình nó sẽ đi từ đâu qua đâu, thì mình sẽ vẽ dễ sao dễ dàng hơn. Giờ mình sẽ đi trước hai cái dòng này ha. Rồi ở đây thì em sẽ đi từ cái góc này. Không qua. Đi từ từ không qua thôi. Mình mới tập cho nên là mấy anh chị cũng không có cần phải là đi nhanh quá. Rồi, sau đó ở bên này mình sẽ đi thêm một cái đường nữa. Hôm qua em nói một phần mấy anh chị có nhớ không, là khi mà mình vẽ đó, mình sẽ không có được quay cái móng người ta ngược lại dày, tại vì nó sẽ không có phù hợp khi mà mình làm trên tay khách hàng, cho nên là mình chỉ quay tối đa là quay ngang thôi, thì mình có thể mình quẹo ngón tay khách qua dày thì được, còn quay ngược lại thì nó sẽ không có phù hợp khi lên tay khách. Rồi ở đây thì mình sẽ quay cái móng ngang qua, mình cầm móng mình dễ dễ, giờ cầm tới cái thiếp là nó hơi bị lỏng cộng phải không mấy anh chị. Rồi mình sẽ đi thêm một cái vòng ở dưới đây nữa. Khi đi vòng tròn này thì em đi bằng cái đầu cọ ha. Rồi, mấy anh chị thấy xong chưa? Sau đó thì mình sẽ vẽ bằng cây cọ ngắn nè. Mình sẽ vẽ cái hình của cái dúng bên ngoài. Đi từ từ cho cong, cho đều tay, cho cái hình của nó đều với nhau nữa. Mình có cái điểm chịu là cái ngón út rồi thì khi mà mình vẽ nó rất là dễ. Giống như là cái tay của mình nó vững, nó không có lắc nó. Rồi, sau đó mình đi xuống đây cũng vậy. Sẽ
dùng cái đầu cọ nha mấy anh chị, mình đừng sử dụng cái thân cọ, nó sẽ khó hơn khi mà mình sử dụng thân cọ, đầu cọ thôi. Rồi, bây giờ mình đi cái cuối cùng. Rồi, sau khi xong, mình sẽ sử dụng cây cọ dài, mình vẽ bên trong. Thì mình sẽ sử dụng, vẫn tiếp tục là cái đầu cọ, mình chấm thẳng xuống, kéo vô. Và cái đường này mình đi cho nó mỏng, cho nó mỏng, nó nhẹ nhàng. Mình nằm cây cọ xuống cho nó mỏng, cho nó nhẹ nhàng ha. Rồi, ở mọi người thấy dễ không? Rồi bây giờ chỗ này cũng vậy, mình sẽ để cây cọ nằm xuống nè mấy anh chị. Mình lấy ít treo vào trong cái đầu cọ cho nó vừa đủ có màu thôi ha. Đi cho nó thẳng và nó mỏng. Rồi, cái chỗ nào mà mình ngược tay đó, mà mình cảm thấy mình không có thoải mái để làm đó, khi mà mình vẽ mình sẽ biết được cái điểm yếu của mình nó sẽ nằm chỗ nào. Cái tay của mình giống như em nói là mình sẽ có bốn cái hướng chính và bốn cái hướng phụ. Đó là từ trái đi, bốn hướng chính là từ dưới đi lên, trên đi xuống, trái qua phải, phải qua trái, đúng không? Và bốn hướng phụ của mình là cái góc xéo giữa bốn cái hướng đó. Thì mình tập mình coi là cái hướng nào của mình cảm thấy là nó là cái điểm yếu, là mình vẽ nó khó đó, giống như là em mà kêu vẽ ngược lại gì thì nó sẽ khó hơn, cho nên là mình có thể mình đổi cái hướng lại, mình đi từ trong đi ra chứ không nhất thiết phải là từ ngoài đi vô nữa. Mình phải thoải mái mình mới vẽ được, còn nếu như mà mình không có thoải mái thì mình vẽ ra có thể là nó sẽ không có theo cái ý muốn của mình. Rồi, mọi người nhìn được chưa? Rồi sau khi xong cái này á thì thường em sẽ cho hơi đèn để làm chi, để khi vẽ những cái đường line khác mình sẽ không có dễ bị hư cái mẫu này. Đôi khi mình sơ ý thôi, mình sẽ đụng vào cái mẫu design và nó làm lem đi, mà một khi đã lem rồi là mình phải chùi hết, mình làm lại rất là cực. Đó là cho nên là sau khi xong cái step này em sẽ hơi đèn trước khi em làm cái những cái đường line đi vào bên trong. À, chị Hồng Anh ơi, chị có thể chị chụp hình cái kit của chị và chị gửi vào trong Facebook của Nail Job á, cái message đó để tụi em check cho chị, để gửi cho chị nhanh nếu mà có bị sót của chị ha. Sau khi dùng cọ này rửa như thế nào hả? Hồi nãy lúc đầu vào em có chỉ cái cách rửa cọ đó, mình có thể rửa bằng top top coat gel, thì mấy anh chị thử bằng cái cách đó để cho cái cọ của mình nó mềm hơn. Cái tag thì mua ở đâu, là cái cục mà để gắn ở bên dưới, để gắn cái bóng tiếp giả lên đó phải không chị? Cái đó ở ngoài Walmart mình có, cái khu mà đồ chơi của con nít đó. Rồi sau khi hơ đèn cho nó cái này, mình sẽ sử dụng cọ dài mình tiếp tục ha. Mấy anh chị thấy là cái hũ treo của em á, em đục một lỗ rất là nhỏ, rồi sau đó em chỉ lấy lên trên bề mặt cái phần ít để mình xài thôi. Tại vì cái treo này nó đậm đặc lắm, cho nên là mình không có cần phải nhiều quá, mình chỉ cần một cái lượng ít trên bề mặt này là mình cũng đã đủ cho cái cọ nó thấm và nó đủ màu cho mình rồi. Rồi khi mà vẽ line đó thì mấy anh chị thấy là em lấy cái treo trong cây cọ không có bị dư nhé, nó vừa thấm đều thôi, cho nên là mình vuốt cái bề mặt gì nè, mình vuốt vậy nè cho cái màu nó thấm vào trong cây cọ, nhưng mà nó không có bị dày quá, nó không có nhiều quá, đừng có để nó bị dư ra.
Rồi thì mình sẽ vẽ định hình là những cái đường line đúng không? Đối với những cái đường line khi vẽ cái mẫu này đó thì mình đừng có đi cái đường line nó gần nhau quá. Và cái đường line này nó mỏng thì nó sẽ đẹp hơn. Mình sẽ đi cho nó hơi thưa tại vì cái mẫu này nếu mà mình đi gần nữa thì nó sẽ dễ bị rối. Rồi bên này thì mình cũng sẽ đi từ đây xuống. Mấy anh chị thấy không, mình lấy cái treo giật trong cây cọ mỏng thì rất là mỏng, thì khi mình vẽ ra cái đường line của mình nó sẽ mỏng lắm. Rồi, mình bắt đầu mình đi từ từ cho hết móng ha. Rồi sau đó thì mình sẽ đi từ dưới đây đi lên. Tại sao mà em chọn đi từ dưới đi lên mà em không đi từ trên đi xuống? Tại vì nếu mà bây giờ em đi từ trên đi xuống thì em sẽ phải nép cái tay của em đi qua bên tay trái, mà em quẹt vậy thì em sẽ bị cái tay của mình nó che con mắt của mình sẽ không có thấy đường và mình sẽ không có control được. Đó là tại sao mà em đi từ dưới đi lên, để mình mở cái chỗ cho con mắt của mình thấy đường đó. Và như vậy thì mình sẽ control được cái mẫu vẽ mình dễ hơn, đừng có để cái tay của mình nó cross cái con mắt của mình sẽ không có thấy đường nữa. Rồi nhớ là lấy cái treo vào trong cây cọ của mình mỏng thôi nhé. Rồi, bắt đầu ở đây mình đi tiếp. Từ dưới đi lên đi từ từ nhẹ nhàng. Mình đi càng nhẹ nhàng càng relax thì cái mẫu của mình nó ra nó sẽ mảnh khảnh hơn. Rồi mấy anh chị thấy chưa? Rồi sau đó thì mình sẽ cho hơi đèn một tí xíu. Em sẽ cho hơi đèn một chút. Rồi chỗ này thì em có thể dùng cái cây chấm bi để mà mình chấm vào những cái điểm bên trong cho nó nổi bật lên cũng được ha. Nó là cái đường chính giữa của mấy cái lace đó mấy anh chị. Thank you chị Harmony. Trường hợp vẽ treo mà bị lem thì mình sử dụng gì để bôi vậy? Nếu mà vẽ treo bị lem thì mình phải chùi đi mình vẽ lại. Thực sự là chỉ có vẽ mình chỉ có chùi đi mình vẽ lại thôi. Còn không thì mình có thể mình nếu mà nó không có bị lem nhiều quá đó thì mình có thể mình dùng cái mình vẽ trên mặt treo thì cái treo bên nền đã khô phải không? Thì mình dùng cái cây cọ, một cái cây cọ nào khác giống như cây cọ clean cái cuticle đi. Mình lấy một ít acetone một ít thôi. Mình sẽ phát bắt đầu mình đi ở bên ngoài để mà mình chùi cho nó sạch đi nhẹ nhẹ từ từ. Thì đó là cái cách thường em hay fix khi mà em có lỡ đụng vào mà nó bị lem ra. À chị Thêm Mỹ Phương ơi, chị liên hệ với cho công ty giùm em ha. Chị Sally cái pastel collection nào vậy chị? Rồi, ở đây đó thì em sẽ sử dụng cây chấm bi. Em chấm thêm vào trên cái đường cái chấm chính giữa của những cái chính giữa của những cái đường line của mình nè mấy anh chị thấy không? Mình sẽ chấm thưa thưa thôi chứ đừng có gần quá. Rồi đó, nhìn cho nó có cái này cái kia vô cho nó nổi lên chút xíu đó. Rồi sau đó mình sẽ hơ đèn.
Mấy anh chị thấy dễ không nè, đâu có khó đâu. Mình tập cho mình cầm cái tay mình quen thì mình sẽ vẽ được nhiều mẫu lắm. Rồi sau khi xong thì mình có thể là mình top coat lại là mình đã xong cái mẫu rồi, và gắn thêm một hai cục hột xoàn vào nữa là coi như là bộ móng của mình nó rất là đẹp rồi phải không? Rồi bây giờ em sẽ qua cái mẫu kế tiếp luôn để cho mọi người có thể coi rồi bắt đầu mình tập. Thì hồi nãy giờ là hai mẫu này là mình thấy nó rất là dễ phải không mấy anh chị? Mọi người cố lên, cố gắng tập lên. Cái gì là không được hết á. Em thấy làm nhiều nhiều có nhiều anh khách nói là trời ơi mấy em mà đàn bạn gái mấy em vẽ được chứ mấy anh mà vẽ gì tay chân cứng còng cứng ngắc. Em nói không có đâu, em thấy qua bên Mỹ này nè, đàn ông ở bên này giỏi lắm, cái gì cũng làm được hết đó. Ngay cả tự cắt tóc rồi này kia là cũng đã làm được hết rồi. Cho nên là có thể là mấy anh không muốn làm thôi, cứ nghĩ là tôi đàn ông tay chân tôi cứng còng cứng ngắc, nhưng mà mình relax thì mình ngồi mình vẽ ra được thôi. Em thấy là mấy hôm nay có nhiều anh á post lên cái hình mấy anh tập đắp bột rồi vẽ marble rồi này kia rất là đẹp luôn. Nhiều khi phải nói là đẹp hơn mấy hình của mấy chị gửi hình lên nữa. Thì cái đó là cái em rất là mừng khi thấy là mấy anh chịu ngồi tập, cho nên mọi người cố lên. Rồi bây giờ mình sẽ qua cái mẫu kế tiếp của mình, đó là cái bông và kèm theo cái lace đi vòng vòng ha. À em không biết, em không biết chưa bỏ làm sao cho line work đều nhau. Đều nhau đó là mình có hai cái. Thứ nhất á, là khi mà mình lấy màu trên cái móng, khi mình lấy màu trên cái, để em lấy một cái móng tiếp ra đem ví dụ đi. Khi mà mình lấy màu ở trên cây cọ của mình lấy cái màu chỗ nhiều chỗ ít thì khi mình vẽ nó cũng sẽ ra cái line của mình. Để về cho mấy anh chị dễ hiểu nè. Bây giờ em lấy đại cái màu đi ha. Ok, mình lấy mà nó bị dày nhiều quá, mà nó chỗ bị chỗ 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 to chỗ nhỏ, anh chị thấy chỗ to chỗ nhỏ không? Khi mà mình để xuống mình vẽ tự nhiên nó ra đường, có chỗ nó phình ra, có chỗ nó teo lại, nó nằm theo cái cục treo trên cây cọ của mình. Cho nên á, khi mà mình lấy á, mình đừng có lấy nhiều quá nếu mà mình muốn vẽ line. Đó là tại sao em luôn nói với anh chị lấy treo lên trên cái mặt hũ này, mình vuốt vậy nè cho cái treo nó thấm đều vào trong cây cọ và nó sẽ không có bị đóng cục chỗ dày chỗ 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 nhiều chỗ ít, thì khi đó cây cọ của mình nó rất là suông và mình vẽ ra cái line nó mảnh khảnh. Và cái thứ hai nữa là ý là mình lấy cây cọ cho đều treo đi, nhưng mà cái lực của mình khi bỏ vào trong cây cọ đó mình cũng phải bỏ cho nó đều, ví dụ như cái phần đầu nó dày thì cái phần thân xuống nó cũng dày, chứ đừng có khi mà mình bỏ xuống mình đè mạnh quá, hoặc là mình đang đi cái đầu nó nhẹ hiều vậy nó tới chính giữa cái rồi mình đè mạnh xuống dạng cái thì cây cọ của mình nó sẽ bị bè ra và nó sẽ làm cho cái line của mình nó bị to ra, mấy anh chị thấy không? Ví dụ như nếu mà khi đầu mình xuống mình đã xác định là mình vẽ cái line nhỏ thì cái đầu cọ của mình để xuống nhẹ và tới cái thân cọ của mình nằm xuống từ từ thì mình cũng sẽ nhẹ nhàng xuống. Còn nếu như mà mình đang bỏ nhẹ vậy đi nửa đường cái bắt đầu cho cây cọ nó nằm xuống thì tự nhiên cái nằm cái bịch xuống vậy thì mấy anh chị dỡ lên coi nó sẽ bị to ra nhiều lắm, nó sẽ không có còn mảnh khảnh đều nữa. Cho nên là khi mình bỏ lên cái lực của mình bỏ như thế nào từ đầu tới đuôi thì mình sẽ nhẹ nhẹ nhẹ, nhẹ từ từ mà đi vậy nó sẽ đều hơn. Thì đó là hai cái mà em thấy trong quá trình em làm là em thường gặp những cái lỗi như vậy. Có mẫu vẽ nào dành cho móng ngắn không chị? Thái Nguyễn ơi, cái móng dài và cái móng ngắn nó y như nhau về cái thật sự là về cái design nó y như nhau thôi, nó chỉ là khác về cái size ngắn, cái size dài. Thì mình ở đây á, mình học đó là mình học cái control cây cọ, cái cách mình vẽ ra cái mẫu. Thì sau khi mà mình hiểu được cái cách cầm cọ, hiểu được cái cách vẽ rồi, móng ngắn móng dài cỡ nào thì mình cũng sẽ vẽ được, nó y chang như nhau, nó chỉ khác về cái size thôi. Thí dụ như em nói cái mẫu này đi, vậy thì nó dài đúng không, móng này nó dài. Nếu mà ngắn mình vẽ một cái thôi, tại vì cái móng của người ta ngắn thì người ta sẽ không có chứa được nhiều cái design, thì mình đừng có vẽ hai cái, mình vẽ một cái thôi mình cắt thành phân nữa thì nó vẫn là cái design cho cái móng ngắn. Đó là mình tập được cái cách vẽ cái cách control đi rồi là mình làm được hết tất cả mọi thứ thôi à. Mình đừng có đưa cái suy nghĩ móng ngắn với móng dài ra, giống như em nói về đắp bột cũng vậy, có nhiều người nói ngưng dạy móng ngắn đi, ngưng dạy đắp móng ngắn đi, ngưng dạy đắp móng dài hoài mình không có đắp được.
thì hoặc là mình dạy đắp móng dài hoài rồi không biết đắp móng ngắn, thì em nói nếu mà đắp móng dài mà không biết đắp móng ngắn thì cái đó là cái rất là lạ, tại vì móng dài nó sẽ khó hơn nhiều so với móng ngắn. Một khi mà mình đã tập được control cục bột trên cái móng dài rồi, mình tập quen lấy bột rồi hiểu cục bột control nó như thế nào, thì cái móng ngắn đối với mình nó rất là dễ dàng, nó quá là dễ dàng luôn. Cho nên là khi mà tập, em luôn để cho mấy anh chị tập trên cái móng thiếp dày, nguyên cái móng thiếp dài vậy, để mình vuốt cục bột, mình hiểu được cái cục bột của nó, cái the way nó work như thế nào, nó khô như thế nào, nó dẻo như thế nào, và mình sẽ vuốt phải làm sao. Khi mà mình hiểu rồi, móng dài đã xong là cách móng ngắn vô vô đây vớt liền rất là dễ, thì mọi người cứ cố gắng tập ha. Rồi bây giờ mình sẽ qua cái mẫu thứ ba của mình, đó là hình cái bông. Thì ở trên này thì em sẽ vẽ nguyên cái viền của cái bông trước, sau đó thì mình sẽ đi những cái chi tiết nhỏ 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 bên trong sau, tại vì nó nằm bên trong rồi thì nó sẽ không có ảnh hưởng gì. Quan trọng là cái khung bên ngoài của mình lúc nào thì mình cũng làm cái sườn, mình làm cái khung trước rồi sau đó mình mới xây những cái bên trong. Giống như người ta xây nhà thì người ta cũng phải làm cái giềng, cái khung, cái sườn trước, sau đó mới xây xây những cái bên trong. Chứ mình không có thể nào mình làm từng cánh rồi mình vẽ, mình làm từng cánh rồi mình vẽ thì vậy nó ra nó không, nó có thể là nó không có đều và nó mất thời gian hơn cho mình nếu mà mình làm theo cái cách đó. Rồi ở đây để mà làm cái khung cái bông á, thì mấy anh chị nghĩ là em sẽ xài cỏ nào, cỏ dài với cỏ ngắn, cỏ nào cho mình dễ để mình làm cái cánh bông theo kiểu này nè, em để cho mọi người trả lời thử nha. Rồi, nếu mà làm cái bông vậy thì mình sẽ xài cái cỏ nào để cho dễ nè? À, cái này á, em thấy có người trả lời mình sẽ xài cỏ ngắn, đúng rồi ha. Mình sẽ xài cái cỏ ngắn để cho mình vẽ cái bông nó dễ, tại vì nó dễ cho mình control hơn. Thì ở đây, mình sẽ chấm một cái vòng tròn. Mình làm cái nhụy chứ. Mình sẽ vẽ cái nhụy hoa trước nha. Rồi sau đó thì mình sẽ vẽ theo cái cánh bông. Cánh bông ở đây thì em sẽ vẽ cái cánh nó, cái cánh của nó to chứ em không vẽ cái cánh nhỏ nha. Rồi sau đó mình sẽ đi tiếp tục những cái cánh bông, mình làm cái sườn cho cái mẫu design này trước đã. Mình qua bên này cũng vậy. Rồi, sau khi mình đã xong cái bông đúng không? Thì mình sẽ quay lại, mình sử dụng cái đầu cọ dài để cho nó ra cái đường nét nhỏ dễ hơn. Thì mình sẽ đi sọc bên trong. Và bên trong này mình nên đi những cái đường nhỏ và mảnh khảnh để cho nó không có làm cho cái mẫu design của mình nó bị quá, nó rối con mắt. Mỏng 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 thôi nhé. Dùng cái đầu cọ thôi nhé. Mình sẽ tìm cái hướng để cho nó hợp với cái tay của mình và làm cho mình thoải mái khi mà mình đi.
Và trong cái này cái cánh hoa của mình nó là treo thì nó cũng đã có một cái lượng treo trong đó rồi, nó không có khô, cho nên là khi mình đi đó mình có thể lấy thêm treo cũng được, hoặc là không thể lấy thêm, không cần lấy thêm cũng được, mình sử dụng cái treo trong cái cánh hoa là cũng đã đủ rồi nhé. Rồi ở đây thì mình lấy tiếp mỏng thôi, càng mỏng càng tốt. Rồi tiếp tục. Rồi, chị thấy không? Nó đã xong cái mẫu bên trong của mình rồi. Rồi sau đó thì mình sẽ sử dụng thêm cái ở đây thì mình có thể mình dùng cái cây chấm bi để mà mình chấm vòng 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 bên ngoài. Thì trước khi mà làm gì đó thì em sẽ cho hơi đèn cái này trước 5 giây thôi để cho nó định hình cái mẫu vẽ của mình. Nó sẽ không có bị hư khi mà mình lỡ chạm vào. Hello chị Sally. Rồi, bắt đầu mình sẽ dùng cái cây chấm bi. Mình sẽ chấm ha. Mình chấm cho nó hơi lòi ra bên ngoài tí xíu. Rồi. Và chấm đều hết nha. Rồi, người này cũng vậy, mình sẽ chấm thêm như trong này. Rồi, sau đó thì mình sẽ cho hơn 5 giây cái nữa cho nó định hình cái chấm bi của mình luôn, nó không có bị lem khi mình vẽ nè. Rồi, sơ sơ vậy là được rồi. Sau đó thì ở bên ngoài đi, mình có thể đi thêm những cái đường lằn nữa. Thì mấy anh chị nhớ nha, mình ở nhà mình tập mình lấy treo vào trong cỏ đi. Em để vậy nè. Để vậy thì khi mình vuốt cái treo của mình nó sẽ lấy lại bớt, nó sẽ lấy lại bớt trên cái nắp cọ ở trên cái nắp hũ chứ. Thay vì bình thường mấy anh chị nhớ là mình phải bỏ cái treo ra ngoài cái dĩa rồi sau đó mình mới bắt đầu mình quét trên cái dĩa đúng không? Thì cái này mình có thể sử dụng trực tiếp trên cái nắp hũ của mình luôn cũng được, không có cần phải bỏ ra cái dĩa. Rồi mình đi thành những cái đường. Mỏng thì là mỏng vuốt ha. Rồi. Rồi, chị thấy không? Sau khi xong thì em sẽ dùng cái chấm bi nữa. Em chấm vào ở bên ngoài chỗ nào mà mình muốn cho nó có một hai cái chấm nhìn cho nó nổi bật thôi. Và khi chấm thì thường là mình sẽ đi thẳng xuống thì em thấy là nó tròn đẹp hơn. Rồi. Sau khi xong thì em sẽ cho hơi đèn. Mấy chị thấy dễ thương không nè.
Mình ở nhà mình tập thêm nhiều cái đó mấy anh chị. Thực sự là hồi xưa lúc mà mình mới vào nghề là cả 10 năm trước thì nó không có cái treo. Cho nên là khi mà mình vẽ bằng trong cái chai vẽ đó thì nó bị khó cho mình ở chỗ là nó bị khô rất là nhanh phải không? Khi mình lấy ra khỏi cái cây cọ lấy ra khỏi chai rồi thì mình phải tranh thủ mình vẽ trong thôi nó khô. Còn bây giờ thì mình có treo rồi, cho nên là nhiều khi em nói trời ơi, ngồi mò thả ga, mò bao lâu cũng được, nó cũng không có khô. Nên là mình cứ ngồi mình tập, dành thời gian ra tập từ 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 mình lấy mấy cái que này nè. Thực sự là nếu như mà chưa cần thiết để làm thành cái mẫu thì mình có thể vẽ trên cái thân của cái que, lật qua lật lại vẽ xong rồi chùi, mình tập mình control cái cây cọ của mình cho mình quen trước đi, vẽ xong rồi chùi để cho nó đỡ có hao chứ không thôi mình vẽ mà cứ vẽ xong rồi dục, đâm ra nó sẽ bị rất là hao cho mấy anh chị. Em thì cái gì cũng vậy, cái nào mà mình xài mà mình cần thiết đó thì mình xài, còn nếu mà không cần thiết đó thì mình phải tiết kiệm. Rồi đó, đây là xong ba cái mẫu vẽ của mình ngày hôm nay rồi nè, mọi người nhìn thấy rõ không? Rồi sau đó thì mình có thể mình gắn thêm tí hột xoàn vào nó cũng được, hoặc là mình có thể ở đây đó thì trong cái set đồ nghề của mình là mình có cái hột xoàn nhỏ nhỏ và hột xoàn medium đúng không? Thì em sẽ sử dụng cái hột xoàn size nhỏ là size số 5 ha. Khi vẽ mấy mẫu này thì em thấy đa phần mình sử dụng hột xoàn nhỏ đó thì nhìn nó dễ thương hơn, nó bắt mắt hơn. Mình có size số 3 nữa, nếu mà mấy anh chị có size số 3 thì mình có thể làm size số 3. Còn ở đây thì em có size số 5 thì em xài, tại vì trong kit đồ nghề em không có thể nào bỏ nhiều quá cho mấy anh chị thì đâm ra nó bị mắc tiền. Và cái quan trọng của mình là mình chỉ muốn mấy anh chị học kỹ thuật thôi, cho nên là mình có những cái căn bản nhất có thể. Rồi ở đây đó thì mấy anh chị có thể sử dụng glue gel để mà mình gắn lên và sau đó mình đây mình sẽ có glue gel mình gắn lên. Khi nó đã khô rồi mình gắn lên và mình đi top coat vậy thôi. Sau đó mình sẽ cho hơi đèn 30 giây. Trời đó, với cái mẫu này cũng vậy. Mình sử dụng glue gel. Gắn cho chỗ nào mà mình muốn đó. Mình có thể gắn vài cái lên trên cái mẫu này cũng được mấy anh chị, nhìn cho nó xen kẽ với cái chấm bi đen á thì cho nó cũng nổi bật lên, nó cũng đẹp nữa. Rồi. Đó, thấy nó dễ thương hơn không? Rồi sau đó thì mình cũng sẽ top coat. Rồi, mình sẽ cho hơi đèn 30 giây. Rồi còn cái mẫu này thì nó đã có quá nhiều chấm bi rồi, cho nên là em không có muốn đi hột xoàn nữa, đâm ra nó sẽ bị nhiều quá và nó sẽ bị rối mắt đó, cho nên là mình cứ để như vậy mình top coat lại thôi. Rồi như vậy là xong cái mẫu design của mình ngày hôm nay. Rồi ở đây là mấy cái mẫu của mình đã làm xong rồi. Dạ được chị,
Mình đợi đồ nghề rồi học dài về. Tất cả cái video thì làm xong thì tụi em cũng sẽ bỏ lên trên Facebook của NailJob, và đồng thời thì tụi em cũng sẽ bỏ lên trên YouTube luôn để cho mấy anh chị học lại dễ. Tại vì trước đây thì em chỉ bỏ lên trên Facebook NailJob thôi, thì nhiều người vào muốn coi là cái video đó thì hỏi chứ bây giờ em kiếm làm sao. Thực sự trên Facebook thì mình phải roll đi rất là nhiều, nhiều khi mỗi một ngày là NailJob đều post hình, post video, cho nên là khó cho mấy anh chị tìm. Thì mình bỏ lên trên YouTube, mọi người chỉ cần vào search journal in hay là journal.com rồi này kia, search journal thôi nó cũng đã ra rồi, journal.com là website. Thì như vậy mọi người vào, mọi người search ra rồi coi hết tất cả các video bỏ chung lên một chỗ, nó sẽ dễ dàng hơn cho mấy anh chị nữa. Mình có thể coi đi coi lại tùy tùy theo khi nào mình có thời gian. Nhiều khi đang làm khách vô, đang làm rồi con cái khóc thì mình cũng phải ngưng ngang để mình lo. Trong kit mình có glue gel, trong cái kit của em á, em có bỏ cái glue gel nhỏ cho mấy anh chị đó để mà mình xài. Cái nào em cũng chọn cái size nhỏ nhất, cái đơn giản nhất để cho mọi người tiết kiệm tiền. Tại em biết là trong cái thời gian này, trong cái thời gian mùa dịch này là mình hạn chế xài tiền. Em cũng luôn nói mấy anh chị là mình hạn chế xài tiền. Nhưng mà thí dụ như mình muốn mua cái kit đồ nghề mình học thì mình bỏ tiền ra mình mua về mình học. Nhưng mà mấy cái mà khi mà em sắp á, thì em cũng nói là không có lấy những cái nhiều quá, mấy cái không cần thiết cho mấy anh chị, không có muốn mọi người spend tiền nhiều quá. Thì đó là cái mà em mong muốn, nhưng mà em cũng mong muốn là mọi người mua cái kit này về, ít nhất là mọi người phải học được cho mình 5 cái mẫu design. Em sẽ làm nhiều mẫu design, thì bữa em có nói là cái goal của mình mấy anh chị phải đắp được bột, giũa được sáp, và mấy anh chị phải làm được vài mẫu design bằng bột marble rồi bột ombre. Và đối với design gel đó, thì mấy anh chị phải làm ít nhất cho mình được 20 mẫu. Thì đó là cái mong mong ước của em luôn. Thì hy vọng là mình sẽ cùng nhau mình thực hành, mình tập để mình làm ra những cái mẫu này, để mà sau khi dịch qua đi đó thì mình sẽ quay lại và mình có những cái mẫu mã mới cho khách hàng người ta lựa chọn. Rồi nếu mà anh chị nào có thêm câu hỏi nữa về phần kỹ thuật đó thì cứ nhắn tin vào cho em, rồi em sẽ tư vấn cho mấy anh chị. Và ai mà tập được mẫu vẽ đẹp rồi, vẽ đẹp hoặc chưa đẹp không cần thiết, tại vì mình đang trong quá trình tập cho nên em cũng sẽ không có, em luôn khuyến khích mấy anh chị là mình vẽ đẹp hay không đẹp thì không cần biết, mình cứ thấy khó khăn chỗ nào chụp hình bỏ lên đi rồi em sẽ cố vấn tư vấn cho mấy anh chị. Thank you mọi người đã dành thời gian theo dõi, và hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai. Mình sẽ bắt đầu chuyển qua mẫu design kế tiếp là mình sẽ làm spider gel và hoa. Thì hiện tại mình sẽ không, mình không có cây cọ 3D, nhưng mà em cũng có thời gian thì em sẽ chia sẻ luôn cái cách design cái cọ 3D để khi mà mọi người có thì mọi người có thể làm được. Rồi thank you mọi người và hẹn gặp lại vào ngày mai lúc 1 giờ trưa.